Rồi ngồi đi em trai. Và xin mời nhà gái bước ra sân khấu. Đây chị cầm cho. Rồi. Mình giới thiệu lớn lên để hai bên cùng nghe luôn nha. Dạ. Bắt đầu. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào tất cả mọi người. Em xin chào chị Nam Thư ạ. Chào em. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đậu Hữu Toàn. Em năm nay 30 tuổi. Quê của em là ở Bạc Liêu và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là làm bếp điểm tâm, nghĩa là làm những món điểm tâm của Hồng Kông ạ. À, mời bạn nữ giới thiệu về bản thân mình. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, em chào chị Nam Thư. Chào toàn thể quý vị khán giả và bạn nam ngồi bên kia ạ. Em tên là Nguyễn Yến Nhi, năm nay em 24 tuổi. Công việc hiện tại của em là giáo viên aerobic, cũng là một YouTuber. Kênh của em nói về điều gì? Dạ, kênh của em thì em làm về ẩm thực chị. À. Và các món ăn rồi em làm về review các địa điểm ăn uống cũng như trời các thử ơi, thách. Hợp nhau với các vậy. Thử thách trong ẩm thực. Bên kia là em nói em làm ở nhà hàng nào? Dạ, nhà hàng Bao Dâm Sâm ở Nguyễn Tri Phương ạ. À. À, bữa nào Nhi qua đó review rồi ăn thử xem. Em có sao? Tổ chức anh với Nam Thư ăn bữa không em? Dạ, điều đó chắc chắn là có. Hai bữa được không? Tùy theo khả năng của mà anh với lại chị Nam Thư. Sao khả năng? Có thể mời tụi anh ba bữa được không? Khả năng ở đây là phụ thuộc vào thời gian chứ không phải là về tài chính. À thôi vậy 4 bữa đi. Trời ơi. Nghe ăn anh khoái quá. Nhìn anh là biết rồi. Hay quá. Hỏi chi cho con bé nó chặt vậy thiệt. Nhìn tình luôn à. Nhìn biết là riết rồi. Tôi ăn cũng không có nổi nhiều lắm đâu. Mỗi bữa chừng vài chục món thôi. Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi em trai. Dạ, về ưu điểm của em là em làm bếp thì chắc chắn là em biết nấu ăn rồi. Rồi. Chuyện nhà của em thì em có thể quan sát được hết. Tốt, khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em là tính của em thì hơi thẳng thắn chút xíu. Cho nên có nhiều chuyện em nói thẳng ra khiến cho mọi người cảm thấy là không lọt lỗ tai. Em mới nói anh đó. Nhiều khi mình góp ý thật quá đó. Dạ. Người ta buồn. Dạ. Giống như em nói anh là thấy là biết rồi, anh cũng hơi buồn. Với lại một cái điểm yếu của em nữa là ngày xưa em nói chuyện hơi vô duyên. Thành ra trong cái khoảng thời gian rất là lâu rồi em vẫn chưa tìm được bạn gái. Không, bây giờ em nói có duyên đó. Bây giờ là em sửa đổi được. Bây giờ Nhi, em nói về ưu điểm, khuyết điểm của bản thân mình nè. Em là một người rất vui vẻ, hòa đồng và rất dễ bắt chuyện để làm quen. Ngoài ra thì em cũng có khả năng về ca hát, rất là thích nấu ăn. Thành ra em mới làm về ẩm thực. Dạ. Có một cái thì em không biết đó là ưu điểm hay khuyết điểm thì em ăn rất là nhiều. Vừa rồi em có làm một cái clip là ăn 20 trứng hồng vịt lộn á. Một mình em ăn được 20 cái trứng hồng vịt lộn. Dạ. Hai bạn này mà đến với nhau thì rất là hay nha. Có thể mở một nhà hàng nào đó, tự buôn bán rồi tự nấu nướng rồi tự quảng cáo luôn. Nói về quảng cáo thì chắc chắn em sẽ mời anh là đến đầu tiên để xong quán của em luôn. Vậy đó hả? Dạ. Anh tới anh ăn trước đúng không? Ăn trước luôn. Bây giờ mình nói chút xíu về đường tình duyên đi em trai. Dạ, em đã trải qua 3 mối tình. Ở trung học em có quen được một người bạn gái, đó là mối tình đầu của em. Em quen được khoảng hơn 3 năm mấy. Lý do em ngày xưa em rất là vô duyên. Mối tình thứ hai của em thì chưa được 1 năm cũng chia tay vì lý do là em vô duyên quá. Mối tình thứ ba. Mối tình thứ ba thì tình gia đình bạn đó có nhiều cái điều bạn trai không đáp ứng được. Điều gì mà em không thực hiện được cho gia đình của bạn gái? Bên đạo. À. Em là người Công giáo. Bạn gái ơi. Dạ. Em có đạo không? Dạ, em là người Công giáo ạ. Hay quá. Vậy là hợp lý rồi. Nhi, em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, thì hai mối tình. Mối tình đầu tiên cũng là thời còn học sinh chị. Mối tình thứ hai thì ở thời đại học. Thì mối tình nào nó cũng lâu dài là 2 năm. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Về ngoại hình thì em cao 1m65. Nên em hy vọng là anh bạn đó sẽ cao tầm 1m7 trở lên. Có đẹp trai kiểu Hàn Quốc hay là muốn cool boy, ngầu ngầu? Em không dám yêu cầu vậy. Nhưng mà nếu mà được vậy là quá tốt luôn á chị. Em có cái người mẫu nào về nghệ sĩ gì đó? À, em thích anh Trấn Thành. Em chỉ có một điểm chung là thích trai đẹp. Đúng rồi chị. Gặp trai đẹp có ngẩn ngơ. Trời, em kể chị nghe một lần. Hôm đó là cũng buổi sáng đi làm. Bữa em đi bộ, em đi ngược chiều với lại một cái anh trai rất là cao, lai tây. Mình đang đi, mình thấy quay sang thấy anh này đang đi đối diện mặt mình, anh đẹp quá. Nhìn thì trên bậc thềm nó cao quá, em bước em bị vấp, sao em té lăn ra đó luôn. Trời đất ơi, ảnh có quay lại đỡ em không? Đi luôn chị. Vậy thì rút ra mấy người đẹp trai chảnh lắm em ơi. Anh bên đây cũng style cũng Trấn Thành chứ không phải giỡn đâu mà nha. Dạ. Nếu nói so về Trấn Thành thì có nhiều điểm, rất là nhiều điểm em không bằng anh Trấn Thành. Nhưng mà anh Trấn Thành so với em thì cũng có nhiều điểm không bằng em. Đúng rồi, sao Trấn Thành không bằng em quá. Nữa. Chiều cao anh Trấn Thành chắc chắn là không bằng em rồi.
Sống mũi cũng không cao bằng em. Nấu ăn thì em không biết, nhưng mà về cái nước da thì em cũng là manly hơn Trấn Thành. À em ơi, chị xác nhận luôn, Trấn Thành không biết nấu ăn đâu, em là bỏ xa luôn rồi đó. Ừ, để anh qua anh coi mắt đàn gái như thế nào, em muốn như thế nào em nói cho anh nghe thử coi. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Mẫu hình lý tưởng của em ơi, nó bên Nhã Phương chẳng hạn. Bên Trấn Thành, bên Nhã Phương ha. Dạ em chào anh. À, em dễ thương chứ. Một cái xinh xắn dễ thương khác Nhã Phương. Dạ. Này nhã nhặn, dịu dàng ha. Dạ cảm ơn anh. Em ghét đàn ông ở cái tật xấu nào nhất? Người nếu mà lăng nhăng em không có thích. Anh ta phải biết chăm sóc bản thân mình, đừng có xòe xòa quá. Anh dạ. Này gọn gàng, sạch sẽ, khác Trấn Thành được không? Phải khác chứ sao giống ngoài trang ở Trấn Thành được anh. Này thuộc cũng loại trấn nước à. Nhưng mà có được đuông dừa như anh Thành không? Đuông. Nói chung là body xuất sắc đúng không ạ? Cũng hot boy lắm đó. Trời ơi, quảng cáo dữ vậy. Trời ơi, đàn trai cũng ngon lắm mà, đừng có giỡn. Đàn gái nhà em là hot girl rồi đó. Đàn trai cũng hot đó, ý hot boy à. Chào chị, xin chào chị. Cao. Ê, đẹp trai. Tay thì kia gọn gàng. Ừ. Nấu ăn giỏi. Cô thẩm mỹ ổn ha. Dạ. Ổn. Em thích mẫu người bạn gái như thế nào? Mẫu người bạn gái của em là da thì trắng hoặc là nâu nâu cũng được. Ừ. Cái đó không quan trọng. Quan trọng là ở cái tính cách, cách nói chuyện á, nhỏ nhẹ. Bây giờ em nghe bạn gái bên này nè, nói chuyện. Em tưởng tượng cô bên này như thế nào? Em tin ở cái nhận xét của anh Linh. Quan trọng ở cái người con gái của em là ở đôi mắt mà suy tư á, như hơi buồn buồn á. Đó là mẫu người em rất là thích. Em thích gái nhìn vô thấy mắt buồn buồn hả? Mắt ướt á. Mắt ướt hả? Ờ. Giống như chị vậy đó. Nhưng vậy chị hả? Là phải tùy theo lúc á. Lúc chị buồn mắt chị sẽ buồn. Ờ. Lúc chị vui mắt chị sẽ vui. Năm thư á, khi buồn là ngủ. Khi buồn là ngủ. Ờ. Mà hồi hộp không? Hôm qua tới với chương trình hôm nay hồi hộp không? Hồi nãy em bước lên trên đây á, em tính hỏi anh Nguyễn Linh là ở đây có máy trợ thở oxy hay không. Điều em không thích nhất ở con gái là gì? Hơi hô hô vậy hả? Cái tạo cho em một cái ấn tượng không có đẹp lắm. Ờ. Móm được không? Móm. Đừng có móm giống như bà ngoại là được. Móm là như chị nè, chị là móm nè. Chị móm là duyên đẹp. Nha. Móm duyên đó. Như là móm duyên là đẹp. Còn móm xộm nó khác. Thôi đủ rồi, nên thấy vậy là hiểu rồi. Vậy em có thể gặp được bạn bên kia chứ, em nôn lắm mà. Nôn lắm. Không, mình còn bước gia đình người thân nữa, từ từ bình tĩnh. À. Nhi, hôm nay em tới đây em tham gia đi với ai? Em đi với dì Út của em với hai người bạn. Dạ, chào dì Út với hai người bạn của bé Nhi. Dạ, lời đầu tiên cho phép em được xin chào hai em chị dễ thương và tất cả các khán giả trong trường quay hôm nay. Cũng thấy các bạn bên đó thì cũng dễ thương, cởi mở. Trước mắt thì em chỉ thấy như vậy thôi, về sau thì em cũng chưa biết nhiều. Thời gian và cơ hội nếu mà được thì bé Nhi và bạn trai bên đó sẽ tìm hiểu thì em sẽ hiểu nhiều hơn. Rồi, vậy thì ý kiến của bạn thân Nhi thì thấy như thế nào ạ? Chào anh chị, ngoại hình là ok, đẹp trai, sạch sẽ gọn gàng đó em. Tính tình thì không có vô duyên đâu, nói chuyện cũng rất là có duyên. Ẩm thực cũng hợp với em nên chị nghĩ là nếu mà hai em mà tìm hiểu là rất là thuận lợi. Rồi, cảm ơn người nhà của bé Nhi. Hôm nay em tới đây đi, em đi với ai? Dạ, hôm nay đến tham gia cùng với em thì có anh Kiệt là sếp của em ở chỗ làm. Và bạn Huy là người chơi thắng với em cũng rất là lâu. Và cùng với một bạn nữa. Đó, đầu tiên em xin kính chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Bạn Toàn thì rất là chu đáo, biết quan tâm người khác. Bạn gái này rất là dễ thương, xinh xắn. Hai người rất là hợp với nhau. Cảm ơn em trai. Cổng rào sẽ mở ra. Và không gian đó là của tụi em. Mở rào. Xin chào em. Dạ em chào anh. Hôm nay em đến đây thì cũng có món quà tặng cho em. Đây là hoa hồng, tượng trưng dạ. cho vẻ đẹp và đẳng cấp. Em xin dạ. tặng cho em. Em cảm ơn anh. Em có thích ăn sô-cô-la không? Dạ, em cũng thích. Sô-cô-la dạ. thì có hai loại, một là loại ngọt và hai là loại đắng. Anh tặng cho em loại ngọt này. Dạ. Loại ngọt thì hầu như là ai cũng thích ăn và rất là dễ ăn. Còn dạ. loại đắng thì người nào không ăn được sẽ không ăn. Và người nào mà cảm thấy ăn quen rồi, khi mà thiếu sô-cô-la đắng rất là bồn tròn, lúc nào cũng muốn ăn. Dạ. Anh là loại thứ hai đó. Dạ. Em cảm ơn anh. Trời ơi, ảnh tinh tế quá, ảnh tặng sô-cô-la ngọt sợ. Còn để ý ảnh là ảnh là sô-cô-la đắng, đúng không? Dạ, đúng rồi chị. Đây, em cũng không có gì nhiều. Chuẩn bị một ca khúc tặng cho anh và hai MC và cả quý vị khán giả.
lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây buồn đau sẽ qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng, lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta gần nhau phút giây còn mãi hát lên. Lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta một đêm nhớ mãi. Đêm hôm nay ta trao, những phút đắm say ta trao cho nhau. Giây phút khát khao hát cho tình yêu, và xin cảm ơn tình yêu. Đêm hôm nay như mơ, bao nhiêu yêu thương ta trao cho nhau. Giây phút khát khao hát cho tình yêu, và xin cảm ơn tình yêu mãi mãi. Hay quá, tài năng. Em trai, dạ. Em thấy thế nào? Em hát rất là hay. Em có thích đi phượt không? Dạ, thích anh. Em cũng có hay đi. Em đang dự định sắp tới sẽ làm những cái clip ẩm thực về miền quê á anh. Vậy thì sau này nếu như có thời gian thì em chỉ anh đàn nha. Khi mà đi phượt á, mình sẽ cùng chọn một cái địa điểm rất lý tưởng. Anh đàn em hát hoặc là em đàn cho anh hát. Dạ. Công việc của em thì thời gian như thế nào trong mỗi ngày ạ? Dạ, bình thường thì em một ngày em dạy khoảng 4 tiếng. Và cái khoảng thời gian em đi dạy đó thì em dành thời gian cho việc đi review cái món ăn. Dạ, buổi tối hoặc là thứ bảy chủ nhật thì em sẽ dành thời gian để em đi quay. Rồi tối về em tự edit, tự làm một mình em vậy đó. Dạ. Công việc của anh thì làm bếp mà em cũng biết đó, đi sớm và về muộn. Nhưng mà hiện tại thì anh làm cái công việc bếp này chỉ có làm ca tối thôi. Khoảng thời gian của anh làm là tầm khoảng 4 giờ chiều cho đến 10 giờ rưỡi tối. Anh nghe giọng em chắc không có nghĩ em là người miền Tây đâu hả? Đúng rồi, anh nghĩ em là người ở thành phố. Dạ, tại em bị lai. Anh cũng bị lai mà. Nhiều người nhận xét là anh giọng nói giống người Hoa. Anh biết nói tiếng Hoa hả? Biết chứ. Vậy là nửa về nói với mẹ em với thằng em. Mẹ em, thằng em thì đang làm bên Thượng Hải, Trung Quốc á. Bên Thượng Hải. Sau này về, nếu có cơ hội anh sẽ trao đổi với gia đình em bằng tiếng Hoa. Dạ. Nếu như em muốn học thì anh cũng có thể dạy cho em. Dạ, vậy thì em dạy anh đàn, anh dạy em tiếng. Hai đứa về kết hợp hợp lắm. Bên này đàn gái ngồi đàn. Dù em hát hết bài Cảm ơn tình yêu, anh phải ra được món. Trời, quay lên review là bao hot. Mình nói về dự định là hai bạn bây giờ yêu nhau, dành thời gian với nhau thế nào, bao lâu mình sẽ tính tới cái chuyện kết hôn, rồi tài chính sau đó như thế nào. Trước đó em đi Đài Loan thì em cũng từng làm rất là nhiều nơi. Và khi bên Đài Loan về thì em cũng có cái dự định là sẽ đi qua một cái nước khác để làm tiếp. Mà sau khi về đây thì được cái sự động viên từ gia đình. Gia đình em bây giờ thì chỉ còn lại ba và mẹ ở dưới quê thôi. Em có hai chị và hai chị đều lập gia đình hết rồi. Cho nên ba em rất mong em sớm lập gia đình. Đây, cha cũng mong có cháu bồng. Hiện tại em đã có công việc ổn định rồi. Cho nên nếu như có cơ hội để mà tìm hiểu một người bạn gái ấy, thì càng sớm càng tốt. Quan trọng là hai người hợp với nhau. Bây giờ chúng ta nói một câu để kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Mình đang suy nghĩ về người đối diện thế nào? Hy vọng ngày hôm nay mình trao cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Em cũng nghĩ giống anh liền luôn, nên cho mình một cơ hội. Anh là một người vui vẻ. Thời gian. Chúng ta để tay vào nút bấm. Còn bây giờ thì chúng ta lắng lòng lại và chuẩn bị 3 2 1 Rồi, nắm tay nhau. Chúc mừng hai bạn đã trở về một đội. Mình xin phép cho mình hẹn hò bắt đầu từ bây giờ. Dạ, con chào dì ạ. Con chào cô. Hôm nay thì có duyên cho nên con có thể gặp được cháu của dì. Và xin phép dì cho con và cháu của dì có thời gian để tìm hiểu với nhau. Con hứa sẽ không bao giờ làm cháu của dì cảm thấy hối tiếc về cái mối quan hệ này. Hai, phụ hôn đầu tiên sau khi bấm nút. Thủ tục này là phải bắt buộc đúng không ạ? Đúng rồi. Em rất thích thủ tục này. Xinh xinh đàng hoàng, trời, chứ nhào vô hôn liền vậy? Em rối quá. Em rối mà em rối khôn quá. Em ạ. Dạ, em nghe. Nói là thủ tục thôi chứ thực sự là anh cũng muốn điều này. Cho nên
Em cho anh khẽ chạm vào môi em một lần. Ê, lộn, má, má. Dạ. Rất là tự tin, rất là thoải mái. Thật sự mà nói thì hai đứa rất hợp với nhau đó. Chúc hai đứa sẽ sớm hạnh phúc và thông báo tin vui cho Nam Thư với Quyền Linh. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng tặng cho hai bạn. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 50% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan, bảo hành đổi mới trong năm đầu, tổng trị giá 7 triệu đồng. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Đi sát bên nhau, chờ nhau,